Vâng, không biết có xe không? Hả? Không biết có xe bây giờ không? Đi đâu có xe bây giờ? Dạ, không biết có xe bây giờ không? Có chứ, xe nó chạy trước cửa này. Trước cửa nhà mình luôn ạ? Sao biết đi ạ? Ở đấy là thành phố ạ. Thế là em xuống ở thành phố Thái Bình á? Hỏi người ta đi thế nào để về Nam Định? Đi lên trên phải